Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang dự diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế tại Nga. Nhận lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Andrei Belousov, ngày 10 tháng 8, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến Moscow tham dự diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army 2024, dự lễ khánh thành đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam tham gia bảo vệ thủ đô Moscow trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941-1945, cũng như hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà. Trong sáng 11 tháng 8, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tới dân hòa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Moscow. Đoàn đã dành một phút mặc niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với công lao, sự hy sinh cao cả mà người dành cho toàn đảng, toàn dân ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga. Đây là địa chỉ quen thuộc của người Việt Nam ở Liên bang Nga vào những ngày lễ Tết, ngày hội hay những ngày vui của gia đình. Bà con kiều bào người Việt Nam tại Liên bang Nga thường xuyên đến nơi đây để đặt hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ trưởng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam sau đó đến thăm tòa nhà cạnh điện Kremlin, nơi Bác Hồ làm việc tại Moscow từ năm 1923 đến năm 1924. Tiếp đó, đoàn đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga. Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đã thông tin về tình hình kinh tế xã hội của Nga, cuộc sống bà con Việt Kiều tại đây và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đại sứ quán trong thời gian qua. Phát biểu tại buổi gặp, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng khi đến thăm Đại sứ quán, đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ quán trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga, đồng thời cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Bộ Ngoại giao nói chung, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga nói riêng. Trong đó có vai trò của đồng chí đại sứ trong củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng song phương. Thông tin về chuyến công tác lần này, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục được triển khai hiệu quả theo tinh thần, tin cậy, thiết thực, hiệu quả, toàn diện. Trên tất cả lĩnh vực quan trọng như trong trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, đào tạo, huấn luyện, kỹ thuật quân sự, hợp tác cấp quân, binh chủng và đơn vị, hợp tác trong khuôn khổ trung tâm nhiệt đới Việt-Nga, hợp tác chính trị quân sự, phối hợp tại các hoạt động đa phương quốc tế, tại các cơ chế, diễn đàn đa phương về quốc phòng. Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của Đại sứ quán cũng như của đồng chí đại sứ trong tăng cường, củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, qua đó đóng góp nhiều hơn nữa cho tổng thể quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để cơ quan tùy viện quốc phòng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, phát huy hơn nữa vai trò cầu nối giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán sẽ khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó, đóng góp nhiều hơn nữa cho việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương. Ngày 7 tháng 4 tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2024 để cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền. Tại hội nghị, Bộ Chính trị phân công đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, tiếp tục tham gia Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, chỉ định Thiếu tướng Trần Minh Tiến tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Vì điều kiện không thể dự trực tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi nội dung phát biểu chỉ đạo, gợi mở một số ý kiến quan trọng để hội nghị tham khảo, thảo luận. Các Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm, Chủ tịch nước, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Cùng dự có ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Phạm Tất Thắng,
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Về phía Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an có các Thứ trưởng, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ trưởng các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác năm 2024. Hôm nay, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm để cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền. Hội nghị lần này bàn một số nội dung quan trọng, đánh giá kết quả, kiểm điểm lại việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị từ đầu năm đến nay, đề ra nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2024, đánh giá sơ kết việc thực hiện một số chủ trương của Đảng, Chính phủ liên quan đến công tác công an và dự kiến sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của một số đơn vị thuộc Bộ. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến đối với báo cáo tóm tắt sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Đảng Bộ Công an Trung ương, báo cáo tóm tắt sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Bộ Công an. Hội nghị cũng đã thảo luận, cho ý kiến đối với báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 48 NQTVK ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Bộ Chính trị, báo cáo tóm tắt tờ trình sửa đổi bổ sung nghị định số 01/2018 NĐ-CP ngày 6 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, báo cáo các công việc Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo giữa hai kỳ hội nghị của Đảng ủy Công an Trung ương và một số nội dung quan trọng khác. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Sáng 1 tháng 7, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, Nghệ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở được tổ chức đồng loạt tại 20 huyện, thị xã ở Nghệ An, với hơn 20.000 đại biểu, lực lượng tham gia. Tỉnh Nghệ An đã triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, chỉ đạo rà soát thành lập 3.797 tổ bảo vệ an ninh trật tự tại tất cả các khối xóm thôn bản. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc Quốc hội ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng, là cột mốc đánh dấu sự ra đời về mặt pháp lý để tiếp tục xây dựng, củng cố, duy trì các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhận định, Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tại tất cả các khối xóm thôn, bản là cánh tay nối dài của lực lượng công an các cấp. Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp tỉnh Nghệ An và sự cố gắng nỗ lực của Công an Nghệ An đã chuẩn bị tốt các điều kiện, triển khai luật và tổ chức lễ ra mắt đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tướng Lương Tam Quang đề nghị cấp ủy chính quyền tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp toàn diện đối với nhiệm vụ tổ chức hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, tiếp tục đầu tư trang bị phương tiện, bảo đảm các chế độ chính sách để lực lượng này có đủ điều kiện thực thi tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Công an tỉnh Nghệ An phát huy truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chủ động nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự nổi lên từ địa bàn cơ sở. Quán triệt thực hiện tốt phương châm, lấy cơ sở làm trung tâm, xây dựng phường, xã, thị trấn, thôn, tổ, dân phố thành pháo đài vững chắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.
thường xuyên quan tâm, hướng dẫn, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Xem đây là lực lượng đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân, có vai trò rất quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ngay tại địa bàn cơ sở. Đặc biệt, cần cụ thể hóa 6 nhóm nhiệm vụ chính của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Riêng với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Bộ Công an đề nghị tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, rèn luyện, trau dồi kiến thức nghiệp vụ, pháp luật và kỹ năng vận động quần chúng, nghiêm túc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, sự quản lý của Ủy ban Nhân dân cấp xã, sự hướng dẫn, phân công, kiểm tra của lực lượng công an. Phát huy tinh thần, hỗ trợ lực lượng công an xã, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở, góp phần giữ vững an ninh trật tự, ổn định chính trị xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Phát biểu đáp từ, bế mạc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Chung gửi lời cảm ơn, tiếp thu, lĩnh hội ý kiến phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an để tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo triển khai thi hành luật liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thực sự hiệu lực, hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ghi nhận những nỗ lực quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An và các lực lượng của thành phố Vinh đã vượt nắng thắng mưa, hăng say luyện tập để trình diễn những nội dung tiết mục đặc sắc và ấn tượng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!